Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 11 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta vui mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. 70 năm đã trôi qua, nhưng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên giá trị, là động lực tinh thần to lớn, góp thêm sức mạnh cho người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tôn vinh gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc và tổ chức đám cưới vàng bạc cho thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở xã Phan Sầu Nam, huyện Vũ Cừ. Ban chỉ huy quân sự xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Cựu chiến binh Luyện Văn Việt, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, người tâm huyết với trẻ thơ. Xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên không có trường hợp vi phạm đất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, tiến tới kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2018. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tôn vinh gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc và kỷ niệm đám cưới vàng bạc cho thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc trên địa bàn xã Phan Sầu Nam, huyện Phù Cử. Dự lễ có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong số 15 gia đình được tôn vinh và biểu dương, gồm có 5 gia đình tứ đại đồng đường và 10 cặp đôi gia đình hạnh phúc đã xây dựng gia đình từ 25 năm trở lên. Đây là những gia đình có truyền thống văn hóa lâu đời, dày công vun đắp các giá trị truyền thống tốt đẹp. Các gia đình cùng nhau hòa thuận yêu thương chia sẻ, ông bà làm gương cho con cháu sống biết kính trên, nhường dưới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã chúc mừng các gia đình được biểu dương, đánh giá cao vai trò quan trọng của gia đình đối với thành tựu kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh. Đồng chí đề nghị mỗi cá nhân gia đình, đoàn thể địa phương cần đề cao trách nhiệm trong việc chăm lo xây dựng gia đình, tạo chuyển biến mạnh trong sự phát triển của gia đình, xây dựng gia đình gắn với thực hiện dân chủ, bình đẳng giới, cán bộ, đảng viên gương mẫu chăm lo gia đình mình và vận động nhân dân cùng thực hiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phối hợp với đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng kiến thức về giáo dục truyền thống gia đình nhiều thế hệ, nhất là phòng chống bạo lực gia đình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 1547 về việc tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa xuân và sản xuất vụ mùa 2018, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố với những nội dung chính sau. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay bắt đầu thu hoạch lúa xuân. Tính đến ngày 4 tháng 6 năm 2018, toàn tỉnh thu hoạch được 2.787 ha, đạt 8% diện tích gieo cấy. Để đảm bảo kết quả sản xuất vụ xuân và hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ mùa 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung sau. Huy động tối đa máy móc, phương tiện, nhân lực để thu hoạch nhanh gọn lúa xuân đã chín theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, không để xảy ra tình trạng bảo kê, tranh giành vùng miền về máy gặt làm chậm tiến độ thu hoạch, sử dụng rơm làm thức ăn cho bò, ủ phân, trồng nấm, không được đốt rơm gây lãng phí, thất thoát chất dinh dưỡng và ô nhiễm môi trường, không phơi rơm trên đường làm cản trở giao thông. Gặt đến đâu, tiến hành làm đất ngay đến đó để gốc rạ được vùi sâu, sử dụng chế phẩm sinh học Subichi và các chế phẩm sinh học khác có hiệu quả tương tự để gốc rạ nhanh phân hủy, hạn chế bệnh ngặt rễ sinh lý ở vụ mùa. Chỉ đạo hướng dẫn nông dân ngà dược mạ, gieo mạ đúng cơ cấu giống lịch thời vụ, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 10 tháng 7 năm 2018. Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng 6 tháng đầu năm 2018 theo quyết định số 635 ngày 5 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 6 năm 2018, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký tay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Quang. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác,
thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Nhiều năm qua, tập thể cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Quang, huyện Văn Lâm luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và là một trong những đơn vị tiêu biểu của huyện trong phong trào thi đua quyết thắng. Xác định phong trào thi đua quyết thắng là nội dung quan trọng và là động lực, động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, cho nên trong những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Quang, huyện Văn Lâm luôn chủ động trong quán triệt phát động phong trào thi đua trên địa bàn. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang tổ chức các đợt sinh hoạt nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân về luật dân quân tự vệ, luật nghĩa vụ quân sự, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự tại địa phương. Tích cực tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự địa phương, thực hiện tốt các bước tuyển quân, kết quả giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đồng thời tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chế độ chính sách đối với người có công. Trong phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ huy quân sự xã đã huy động lực lượng vũ trang tham gia đóng góp tiền và ngày công để xây dựng các công trình dân sinh ở địa phương với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Đồng thời phối kết hợp với lực lượng công an xã đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ban Chỉ huy quân sự xã đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban thực hiện tốt các cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là trong cái việc là tham gia huấn luyện và tham gia các cái hội thao, hội thi và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà Ban Chỉ huy quân sự đã đề ra. Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Quang đã tích cực tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân để thuần thục các cái phương án sẵn tác chiến. Thế và trong công tác tuyển quân thì Ban Chỉ huy quân sự xã cũng đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự của xã thực hiện tốt cái nhiệm vụ tuyển quân. Thế và huy động các cái lực lượng tham gia huấn luyện dự bị động viên đều đạt kết quả tốt. Với những thành tích đã đạt được từ năm 2012 đến 2017, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Quang liên tục đạt danh hiệu tiên tiến và được các cấp các ngành khen thưởng. Đáng chú ý, đơn vị đã đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng trong năm 2015. Năm 2017, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Người dân thôn Trà Bồ, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cử, ai cũng nói về bà Nguyễn Thị Lình. Với tất cả sự yêu mến và quý trọng, bà luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào hiến đất làm đường. Bà Nguyễn Thị Lình đã nhiều năm tham gia các phong trào ở địa phương, trong đó có gần 40 năm trong Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã và gần 20 năm làm Phó Ban chuyên trách dân số xã Phan Sào Nam. Ở lĩnh vực nào, bà cũng luôn hoàn thành tốt công việc được giao, nhiệt tình, tâm huyết, đem hết sức mình phục vụ quần chúng nhân dân. Bác Nguyễn Thị Lình thì bác là một hội viên phụ nữ tiêu biểu. Tuy bác cao tuổi thế nhưng bác vẫn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của hội. Thế và có nhiều cái kinh nghiệm và cái sáng kiến để tham gia cái công tác hội và các hoạt động phong trào. Tháng 10 năm 2016, xã Phan Sào Nam có chủ trương làm mới tuyến đường trục chính của xã với chiều dài 2,5 km, chiều rộng 7 m. Gia đình bà đi đầu hưởng ứng hiến trên 50m² đất thổ cư và trên 90m² công trình trên đất. Bà còn tuyên truyền vận động người thân và bà con hàng xóm cùng thực hiện. Nhờ vậy, gần 50 hộ dân hai bên đường đã tình nguyện hiến đất, quá trình xây dựng con đường rất thuận lợi. Tôi là hàng xóm của bà Lình thì tôi cũng rất là ngưỡng mộ về tấm gương của bà Lình, về phong trào đoàn thể của xã cũng như của địa phương trong xóm ngoài làng. Bà là một người rất là nhiệt tình. Còn riêng về cái phần hiến đất làm đường thì là bà là người tiên phong hiến đất đầu tiên ở cái khu vực này, và bà cũng là người đi vận động chúng tôi để làm sao chúng ta là có trong xóm là có một cái con đường thật là đẹp. Bà Lình đã nhận được bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Vừa qua, bà được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam vinh danh là nữ điển hình tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần yêu nước của bộ đội Cụ Hồ,
cựu chiến binh Luyện Văn Việt đã đóng góp công sức trong xây dựng quê hương bằng việc làm thiết thực, xây dựng trường mầm non nhằm có điều kiện chăm lo cho trẻ em và giúp các cặp vợ chồng là công nhân có chỗ gửi trẻ yên tâm lao động. Năm 1971, trong khi đế quốc Mỹ đang thực hiện chiến tranh leo thang ra miền Bắc, ông Luyện Văn Việt ở xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, xung phong nhập ngũ và được tuyển chọn vào phục vụ tại Tổng cục Hậu cần. Sau 21 năm công tác, năm 1992 về nghỉ hưu với quân hàm đại úy, ông Luyện Văn Việt bắt tay xây dựng kinh tế gia đình, làm nghề buôn bán gạo và xây dựng. Năm 2004, ông đầu tư xây dựng dự án trường mầm non Hoa Hồng tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào. Mặc dù biết đây là lĩnh vực đầu tư vốn lớn thu hồi chậm, nhưng ông vẫn mạnh dạn làm dự án với mục đích cùng với địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp người lao động trong các khu công nghiệp yên tâm hơn trong việc chăm sóc nuôi dạy con cái. Sau 9 năm xây dựng và phát triển bằng cái tâm của người lính, ông Việt đã chỉ đạo tập thể trường liên tục gặt hái được thành công. Trường được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2008-2009. Năm 2015, trường mầm non Hoa Hồng tiếp tục được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2. 14 năm hoạt động, trường mầm non Hoa Hồng đã có gần 1.000 cháu hoàn thành bậc học. Nhà trường không để xảy ra một trường hợp nào về mất an toàn vệ sinh thực phẩm. 99% số trẻ sau khi hoàn thiện kiến thức mầm non tại trường đều đạt về thể chất và kiến thức để chuẩn bị bước vào lớp 1. Yêu trẻ thơ cộng với cái tâm của mình, ông Việt đã giúp các cháu được chơi được học ở một môi trường tốt nhất, an toàn nhất. Thế nên mục đích cũng mang lại làm cái gì để cái là hạnh phúc cho đời cho các cháu. Với cái suy nghĩ như vậy cho nên là tôi đứng ra thành lập cái trường mầm non để cũng như là làm phúc cho các cháu và vấn đề cho xã hội. Tôi xác định là tiền không phải là tất cả. Mà làm cái gì cho niềm vui cho đời thì cái đó là hạnh phúc nhất. Hiện ông Việt còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, nhất là phong trào từ thiện nhân đạo. Chỉ tính riêng từ năm 2014 đến nay, ông đã ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ con em cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và giúp ba trẻ em có mẹ tai nạn giao thông với số tiền trên 400 triệu đồng. Ý Luyện Văn Việt thì nó có một cái tâm rất là sáng trong cái phong trào để nó đáp nghĩa. Đồng chí đã có rất nhiều những cái hoạt động về tình nghĩa đối với hội viên và đối với những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, sáng nay, với sự thống nhất cao, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo về đề nghị điều chỉnh thời gian xem xét thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Ông Nguyễn Khắc Định cho biết, kết quả tổng hợp ý kiến thảo luận tại hội trường cũng như các góp ý bằng văn bản cho thấy đa số ý kiến tán thành với việc cần thiết ban hành dự án luật và phạm vi điều chỉnh. Đánh giá cao sự tiếp thu điều chỉnh dự án luật, tuy nhiên đây là dự án luật mới phức tạp, chưa có tiền lệ và có một số quy định thể hiện sự đột phá nên một số nội dung còn ý kiến khác nhau. Phát biểu tại phiên làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đồng bào, nhân dân cả nước cần bình tĩnh, tỉnh táo, nhìn nhận suy xét, không để các thành phần xấu lôi kéo kích động, gây mất an ninh trật tự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Do vào cuộc xử lý dứt điểm ngay từ đầu, nên đến thời điểm này, tại xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, không có trường hợp nào vi phạm xây nhà trên đất không bà. Xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên có tổng số gần 350 ha diện tích đất nông nghiệp. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ năm 2014 đến nay, xã Hùng Cường đã chuyển đổi được gần 19 ha, chủ yếu trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao như nhãn, cam, bưởi. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi rất nhiều hộ trên địa bàn tỉnh ta lợi dụng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sau đó xây dựng nhà, công trình trên đất nông nghiệp, thì tại xã Hùng Cường không để xảy ra trường hợp nào vi phạm. Phát huy cái trách nhiệm của quản lý nhà nước, của chính quyền trong cái việc quản lý nhà nước về đất đai, khi mà phát hiện ra các cái trường hợp vi phạm thì đã kịp thời xuống ngăn chặn. Thứ hai nữa, nếu trường hợp mà cố tình vi phạm thì
sẽ tổ chức là cưỡng chế ngay từ ban đầu, không để khi mà các hộ gia đình vi phạm mà xây dựng cái công trình nó quá lớn thì nó sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà giải phóng. Những năm trước đây cũng có một vài trường hợp vi phạm, thế nhưng mà do làm tốt cái việc ngăn chặn và kết hợp với cái sự vào cuộc của các ban ngành để tuyên truyền thì cái việc vi phạm là đến nay thì hầu như không có. Mặc dù số trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông không nhiều, nhưng đến nay công tác giải tỏa của xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm vẫn còn chậm. Nguyên nhân là do chính quyền địa phương còn lơ là, chưa thực hiện nghiêm quyết định số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Toàn xã Đại Đồng có 7 công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, 8 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông với tổng diện tích khoảng 700m2. Số trường hợp vi phạm không nhiều, diện tích không lớn nhưng công tác giải tỏa của xã còn chậm. Đến nay còn 5 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chưa được xử lý. Thời gian tới, xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời rà soát tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm trước tháng 7 năm 2014. Vụ lúa xuân năm nay, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo các cơ sở thôn tổ chức hợp đồng máy gặt cho nhân dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vụ xuân năm nay, toàn xã Hải Triều có tổng diện tích khoảng 600 mẫu. Đến nay, toàn xã đã thu hoạch được trên 60% diện tích và không có tình trạng bảo kê máy gặt. Để kịp thời ngăn chặn nạn bảo kê máy gặt ngay từ đầu vụ thu hoạch, Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các thôn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã sẽ đứng ra tổ chức ký hợp đồng máy gặt cho nhân dân. Trong đó, niêm yết công khai mức giá chung khi thuê máy gặt là 100.000 đồng một sào. Trong quá trình thu hoạch, nếu phát hiện chủ máy tự ý nâng giá vượt quy định, Ủy ban Nhân dân xã sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu chủ máy phải bồi thường số tiền đã thu dư cho bà con. Giao nhiệm vụ cho trưởng các thôn phối hợp với lực lượng công an xã, cán bộ hợp tác xã có trách nhiệm theo dõi sát tình hình thu hoạch lúa của bà con nông dân nhằm đảm bảo tiến độ năng suất lúa. Với cách làm này, vụ lúa xuân năm nay, bà con trên địa bàn xã rất phấn khởi và an ninh đồng ruộng được đảm bảo. Huyện Yên Mỹ đang tích cực đưa 3 làng nghề ra khỏi khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như phát triển làng nghề. Hiện nay, làng nghề chế biến lương thực thực phẩm và kinh doanh tổng hợp thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ đang được thi công giai đoạn 1 với diện tích 9 ha tại khu Bắc Sông Cầu Treo, tổng diện tích dự án là 18 ha. Làng nghề chạm khắc gỗ thôn Thụy Lân, xã Thanh Long cũng được quy hoạch tại thôn với diện tích 3 ha. Làng nghề mộc thôn Thụy Lân và làng nghề làm miến rong thôn Lại Trạch, xã Yên Phú đang tìm nhà đầu tư để xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các làng nghề này vào khu tập trung sẽ có rất nhiều thuận lợi trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường như giảm ô nhiễm do bụi tiếng ồn, nước thải trong khu dân cư, đồng thời giúp xử lý chất thải làng nghề được tập trung và hiệu quả. Cùng với đó, nhờ mở rộng quỹ đất, các làng nghề của huyện Yên Mỹ sẽ phát triển tốt hơn. Do nhiều lần tái phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bị Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu dừng hoạt động, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Cường Plastic ở thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm vẫn lén lút hoạt động và xả thải trái phép. Tháng 9 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kết luận yêu cầu công ty phải dừng hoạt động, dừng xả thải và chuyển toàn bộ nguyên liệu máy móc đi nơi khác. Do trước đó vào các năm 2013 và 2014, công ty hai lần bị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt về hành vi xả thải vượt quy chuẩn cho phép ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, công ty luôn đóng kín cổng, vẫn lén lút sản xuất tái chế hạt nhựa từ nguyên liệu rác thải chứa tạp chất bẩn và có hành vi xả nước thải trộm ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm. Theo phản ánh của nhân dân khu vực hai thôn Hoàng Nha và thôn Ao, thì về phía công ty vẫn còn lén lút xả thải ra môi trường. Thế nhưng khi mà nắm được tình hình thì chúng tôi cử đoàn công tác lên thì thực ra đến lúc đấy lại công ty đã dừng hoạt động. Thì nó rất là khó cái việc mà quản lý cũng như là quả tang để lập biên bản, để đề nghị các cơ quan pháp luật để có cái căn cứ để xử lý rất là khó. Vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng nay, ngay trước cổng công ty cổ phần Mai Hương Long 2 thuộc phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, một xe container bắt đầu bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ đầu xe. Xe bị cháy là của công ty cổ phần kinh doanh vận tải Thái Anh, Hải Phòng, biển kiểm soát 16L8721, do anh Hoàng Văn Thiêm điều khiển.
Vào 6 giờ 10 phút sáng, sau khi xe đang lùi vào công ty cổ phần Mai Hưng Long 2 thì bắt đầu bốc khói đen ở khu vực đầu xe và bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện xe cháy, bảo vệ của công ty Mai Hưng Long 2 và chủ xe đã nhanh chóng dùng bình xịt và vòi cứu hỏa của công ty để chữa cháy. Sau 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy vậy, phần đầu xe đã bị cháy thiêu rụi. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được các cơ quan liên quan điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Trưng Trắc huyện Văn Lâm chậm bàn giao đất cho doanh nghiệp Quỳnh Trang. Bà Phạm Thị Bảy ở thôn Phú Kệ 3, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên tấm gương sáng vì cộng đồng. Huyện đoàn Mỹ Hào khoác áo mới cho những đoạn đường quê. Kính mời quý vị và các bạn